Hey, welcome back. Hôm nay mình sẽ trả lời một cái câu các bạn hay hỏi mình nhất. Tuy rằng mình đẹp trai, tại sao mình ế vợ? Ok, tuy rằng cái chữ đó có âm S đứng phía sau, mà khi nào mình biết phát âm là S hoặc là phát âm Z? Những chữ có âm S đứng phía sau thường khi nó có là S, X, CE, SE hoặc là SS. Mỗi lần mình giúp các bạn học tiếng Anh thì mình kêu các bạn rằng nên nhớ xì nó khi các bạn thấy mấy cái từ này. Mà nhiều trường hợp thực sự cái âm xì đó không phải là âm xì cái kiểu âm S mà cái nó âm Z của âm Z. Những chữ mà các bạn thắc mắc với lại hỏi mình khi nào mà mình phát âm S, khi nào mình phát âm Z là những chữ đó thường khi đến cuối của nó là chữ S hoặc là SE. Còn mấy cái chữ mà có cái đuôi CE, SS hoặc là X đa số nó không có trong cái phần đó. Cái chữ because nếu các bạn nói chậm nó là âm Z, right? Because. Còn cái chữ case cũng có cái chữ SE đứng phía sau mà đa số phát âm là S, case, chứ không phải là case. Cái chữ is, đa số người ta phát âm là is, âm Z. Mà cái chữ this thì cái âm S. Cái chữ has, âm Z. Mà cái chữ gas, âm S. Cái chữ coats, âm S. Mà cái chữ rides, âm Z. Ok rồi, bây giờ mình phân biệt nó như sao? Các bạn đừng có coi nó quan trọng lắm. Miễn sao các bạn bỏ thời gian xẹt nó một cái, xì hoặc là xẹt nó rất nhanh. Giữa cái âm Z với lại âm S, khi các bạn phát âm nhanh, nói chuyện tốc độ giao tiếp hàng ngày, thì hai cái âm đó nó lẫn lộn với nhau. Nó giống xẹt làm như âm S vậy đó. Cho nên các bạn đừng có lo mổ xẻ giữa cái âm Z với cái âm S. Mình sống ở Mỹ cả đời rồi, hồi đó giờ mình chưa nghe người bản xứ bác lỗi giữa âm Z hoặc là âm S trong cái trường hợp này hết. Làm như mình có nói các bạn trong cái tập trước là cái âm TH. Người bản xứ họ không có bắt lỗi các bạn giữa hai cái âm TH là cái âm vô thanh với hữu thanh, voiceless. Thì cái âm S với âm Z trong cái trường hợp này thì cũng không có nhầm nhò gì hết. Cho nên các bạn đừng có lo. Miễn sao cái lỗ tai người bản xứ nghe các bạn xẹt ra cái thôi. Để mình cho các bạn ví dụ nha. Cái câu this is his nghĩa là cái này của anh ấy. Cái is với cái his thì lý tưởng nó là âm Z. Is his. Hồi nãy mình cho các bạn ví dụ là mình cố tình mình nhấn mạnh cái âm Z để cho các bạn phân biệt giữa cái this với is. Mà để mình nói tốc độ bình thường để cho các bạn nghe nha. This is his. Trong cái câu đó các bạn nghe ba cái âm xẹt phải không? Cái chữ this các bạn nghe nó là âm S. Mà cái chữ is các bạn nghe nó cũng là âm S luôn nữa rồi. Nó không có phải khẳng là 100% âm Z. Mà nếu các bạn lắng nghe cái chữ his của mình, các bạn có thể nghe rằng cái âm Z. Mà bây giờ như vậy, để mình phát âm hết ba cái chữ này là âm S. This is his. Nếu mà người bản xứ mới nghe cái câu mình đọc ra đó, họ không có bắt lỗi gì cả. Họ thấy rất là êm đềm lỗ tai của họ, tại vì các bạn xì ra. Tuy rằng không phải khẳng là âm Z cho cái chữ his, mà họ nghe êm cái lỗ tai là các bạn có xì ra rồi. Họ thấy cũng như thường, không có gì hết. Cho nên các bạn đừng có lo phân biệt hai cái phần đó. Quan trọng là miễn sao các bạn đừng có nói cái câu này, tít it hit, không có xì. Cái đó là người bản xứ không bao giờ mà tha các bạn hết. Ok, cái câu ví dụ nữa nha. Cái câu because I love you. Because là âm Z. Mà nếu các bạn phát âm tốc độ bình thường giao tiếp thì các bạn dùng chữ S không được nữa. Không có ai bắt lỗi các bạn đâu, đừng lo. Because I love you. Miễn sao các bạn xẹt gọn là được hả? Mà ngược lại nó có thể hại các bạn khi các bạn phát âm đúng nữa. Ví dụ cái câu because I love you mà các bạn cố tình phát âm Z trong cái because mà nó nhanh thì nghe nó không có tự nhiên lắm. Because I love you. Nó nghe nó không có tự nhiên. Các bạn chỉ cần relax because I love you. Okay. Nói tóm lại là các bạn hãy đừng có lo mổ xẻ giữa cái âm S với âm Z trong mấy cái trường hợp này nha. Nó lại rất tốn thời gian với các bạn thấy bỡ ngỡ khi các bạn học tiếng Anh. Mà thật sự nó có cái lực để hướng dẫn khi nào các bạn phát âm S hoặc là âm Z không? Yes, nó có mà người bản xứ không biết. Mình cũng không biết nữa. Tại sao người bản xứ không biết? Là tại vì họ dùng một cái cách thói quen từ nhỏ tới lớn. Cái này không có quan trọng lắm cho nên trường học bên Mỹ không có bỏ thời gian để dạy học sinh mấy cái này. Cái luật để hướng dẫn khi nào mình phát âm S, khi nào mình phát âm Z nó rất là phức tạp, mình có đọc qua rồi. Nó rất là rắc rối, mình không dám giải thích cho các bạn, mà khi mình giải thích cho các bạn cũng không dám học với mình nữa. Cái luật nó dựa vô mấy cái âm hữu thanh hoặc là vô thanh, nó làm tùm lum lắm, mà cũng còn khẽ hở nữa. Ví dụ cái chữ close này nó có nghĩa là đóng hoặc là đóng cửa. Close có thể nghĩa là gần gũi. Close nó là âm S. Khi mình đã đóng cái cửa rồi hoặc là cái tiệm gì nó đã đóng cửa thì nó dùng closed.
closed là âm z, không biết tại sao. Chữ use cũng vậy, used to là đã làm cái gì đó. I used to love her, tôi đã yêu cô ấy rồi. Used to, cái này là âm s. Khi mà cái chữ use này dùng cho một cái món vật gì đó cũ rồi, qua một đời chủ rồi, like a used car, thì nó là âm z, used. Cho nên các bạn có thấy cái phức tạp của nó không? Người bản xứ thường họ giải thích cũng không được nữa, cho nên các bạn đừng có lo về giải thích mấy cái phần đó hết đó. Miễn sao các bạn xì hoặc là xẹt cái âm nhanh gọn là được hả? Chữ nào các bạn biết đó là âm Z thì các bạn hãy nhớ. Còn chữ nào mà các bạn không có rõ cái âm Z hoặc là âm S, các bạn chỉ cần xẹt nó cái, xì ra, nhanh, gọn, thì không có ai bắt lỗi các bạn cả. Mấy cái này nó không có rắc rối cho nên các bạn đừng có lo nha. Ok, that's it. I'll see you next time.